trước bàn thờ tổ tiên, chúng tôi muốn nhắc đến gia đình của chú rể. Hiện nay không có mặt ông bà nội. Trước hết chúng tôi muốn nói đến ông bà nội của chú rể, ông bà Lê. Và kế đến là em của ba chú rể, đó là chú Sơn. Kế đến là chú Lâm và cô Linh đang ở bên Việt Nam. Và có một số bà con ở đây, xóm đầu và cơ dân của chú rể. Sau đó thay mặt cho mẹ của chú rể, chúng tôi xin giới thiệu đến trên bàn thờ, đó là bà ngoại của chú rể. Ông ngoại đang đến gần vì tình trạng sức khỏe không có mặt ở đây. Và sau đó chúng tôi xin giới thiệu đến là má hai là chị Hương là chị của mẹ con gà con gà mẹ chú rể. Và kế đến là chúng tôi xin giới thiệu đó là anh Hồng, là cậu của chú rể chị Hằng. Và sau đó là chị Hương và anh Hứa, cũng là bên chúng tôi, anh chị em của chúng tôi. Và sau chị Hương Hứa là chúng tôi và cô Kim chúng Cường. Thì đó là và tất cả các cơ dân của chú rể, đó là chúng tôi xin giới thiệu đến bên chú rể. Trước bàn thờ tổ tiên hôm nay, chúng tôi muốn nhắc đến ba của chú rể. Chắc chắn giờ này gì đóng cửa anh rất là buồn. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối như vậy. Xin anh bầu kể cầu nguyện cùng Chúa và chúc phúc cho hai nhau. Sống cuộc đời hôn nhân hạnh phúc. Và chúng tôi xin phép xin lỗi là hồi nãy trong thánh lễ có cha đồng tế, đó là cha nhà cha cậu Antino Quyền Nguyễn. Xin cảm ơn hai họ đã đến đây. Và sau đây xin dừng lại cho lời một lần nữa xin được chào đón tất cả quan viên hai họ. Và giờ đây chúng ta trong giây phút rất là thiêng liêng này, chúng ta cùng hướng về bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Thiên Chúa. Chúng ta dành giây phút đặc biệt này nhớ đến những người đã khuất bởi sông có nguồn, cây có cội. Tất cả sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay có mặt ở ngay giây phút này đều có nguồn cội cả. Và trong giây phút đặc biệt đó, chúng ta dâng cái niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ này lên cho Thiên Chúa và kính từ đến dòng tộc gia tiên. Nhân dân cha và con và thân thành. Amen. Xin dâng lời.